đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Sốc, kẻ tung tin đồn bôi nhọ bất ngờ tố ngược Trấn Thành khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vừa qua, vụ việc MC Trấn Thành bị ba hot girl tung tin sử dụng chất cấm đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Có bức xúc trước tin đồn thất thiệt, mới đây nam MC đã cùng ekip của mình đến tận nhà của hai trong số ba người đang sinh sống tại Việt Nam để trực tiếp làm việc. Trấn Thành viết, em sẽ chính thức gửi đơn lên công an khu vực nơi những người này ở để họ xử lý. Phạt như thế nào em sẽ tuân theo pháp luật, nhưng em mong các cấp lãnh đạo nghiêm trị những trường hợp như thế để đỡ bảo vệ cho nghệ sĩ và trật tự của xã hội. Bên cạnh đó, luật sư cũng như quản lý của em sẽ theo dõi và tổng kết mức độ thiệt hại. Nếu quá nặng, em buộc phải khởi kiện những nhân vật này. Tiền thắng kiện sau khi chi trả chi phí cho luật sư, em sẽ không lấy một đồng, mà sẽ đem đi làm từ thiện. Em hứa là em sẽ làm. Cảm ơn quý vị khán giả và anh chị em đồng nghiệp đã quan tâm, ủng hộ và thương yêu Trấn Thành trong suốt thời gian qua. Em mong những sự cố như thế này sẽ kết thúc tại đây. Đối mặt với Trấn Thành cùng luật sư riêng của anh, hai người thể hiện độ ăn năn về hành động của mình. Bên cạnh đó, hai hot girl này cũng mong muốn sẽ nhận được sự tha thứ từ cộng đồng mạng, cũng như ông xã Hardy Wong. Trấn Thành cùng ekip đến tận nhà của hai hot girl và để làm rõ vụ việc. Khi đăng tải hình ảnh của hai hot girl này lên mạng xã hội, nam MC đã che mặt lại để không làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của hai cô gái. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi quản lý của Trấn Thành gọi FaceTime cho cô còn lại đang sinh sống tại Singapore, trái ngược với thái độ ăn năn của hai hot girl trước. Cô liên tục bao biện cho hành vi chia sẻ và tung tin của mình. Đỉnh điểm khiến cho nhiều người bức xúc chính là việc cô trách móc, cho rằng hành động chia sẻ thông tin của cô lên mạng xã hội đã khiến cho cuộc sống của cô và gia đình bị xáo trộn. Trong đoạn clip, Trấn Thành đã rất cố gắng bình tĩnh khi nói chuyện, nhưng hot girl này hoàn toàn không có thiện chí nhận lỗi sai về mình, mà chỉ tìm lý do bao biện cho hành vi sai trái của mình. Trấn Thành cho biết chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của những hot girl trên mà anh đã mất rất nhiều hợp đồng, làm ảnh hưởng đến rất nhiều chương trình mà anh đang dẫn dắt, dự tính chi phí thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, dù rất bận rộn việc quay hình các chương trình game show, nhưng Trấn Thành vẫn phải cùng ekip giải quyết triệt để hành động của ba hot girl trên để có câu trả lời thỏa đáng với người hâm mộ cũng như người thân, cương quyết nhờ pháp luật đòi lại công bằng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.